mẹ ong xin hướng dẫn các bạn để chúng ta dơ lưỡi cho bé khi bé tròn 3 tháng 10 ngày. Ở đây mẹ ong đã có hỗn hợp ạ. Chúng ta sẽ cần một chiếc khăn xô thấm ướt hoặc là khăn ướt để tiện lau cho bé. Một chiếc dơ lưỡi bằng silicone ạ. Nếu như chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có thể mua dơ lưỡi bình thường ở trong cái bao ni lông như thế này ạ, là cũng được ạ. Và các bạn lưu ý là con càng khóc thì chúng ta làm sẽ càng dễ ạ. Bây giờ mẹ ong sẽ thử làm cho các bạn xem. Và chúng ta sẽ đeo yếm cho ong để phòng là bạn ấy chớ chẳng hạn. Mẹ ong sẽ dùng chiếc dơ lưỡi silicone như thế này ạ. Và với em bé khi chúng ta làm với em bé gà chúng ta sẽ nói 7 lần câu thần. À, về bé trai chúng ta nói 7 lần câu thần chú. Và về bé gà chúng ta nói 9 lần. Là răng mọc như giá, mọc răng không xót. Và ong càng khóc chúng ta làm sẽ càng dễ ạ. Mình bắt đầu nha con nhá. Răng mọc như giá, mọc răng không xót. 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 Xong rồi. Ông giỏi quá. Và chúng ta sẽ lấy khăn ướt ạ để lau miệng cho bé. Thế là xong, chúng mình đã làm xong câu thần chú rồi.